cái định lực của chư Phật rất là mạnh, cái trí tuệ, cái đức của các ngài rất là mạnh. Chúng ta thấy hồi xưa Đức Phật mà thuyết tới ông Vô Não đó, một cái tướng cướp mà giết 999 người, mà nghe ngài trước thời Pháp là đắc quả nhập luôn. Ở với ngài một thời gian có mấy tháng đắc quả là hắn luôn. Mà đúng là không có Phật Thích Ca là ông xuống địa ngục vô gián đó, giết người tới 999 mạng. Còn một mạng nữa là 1000, một mạng chốt này tức là giết mẹ. Đức Phật ra can chứ không là ông giết mẹ luôn. Thì biết bao giờ mới mang thân người được, hàng tỷ tỷ kiếp chưa mang thân người được. Thế mà Đức Phật độ một cái là ngay trong kiếp đó là bài pháp đầu tiên đắc quả nhập lưu. Rồi thời gian 2-3 tháng sau, sau khi trả nghiệp rồi, đắc quả là hắn. Mà ông đó giỏi à. Ông đi ra, ông đắp y rồi đó thì mấy người mà bị chết 999 gia đình nó đá chọi lỗ đầu bể bát rách y. Trở về hết bệnh rồi đi bát nữa, bị chọi lỗ đầu đắp y mười mấy lần như vậy. Ta nhất quá tam thôi, ông mười mấy lần. Đức Phật nói thôi, con gây cái nghiệp ở cái xứ này nhiều quá, con đi qua nước khác đi, ở đây nó đánh riết rồi chết. Ngài nói sao biết không? Bạch Đức Thế Tôn, con dám làm thì con dám chịu. Cái này chính con tạo mà, con phải trả thôi. Đức Thế Tôn đừng sợ, nếu con chết thì con vẫn là giảng sanh thôi. Con vẫn là sanh ra, con tiếp tục con đường tu của con. Thật là nói được, nếu ông có ý chí đó thì cứ ở lại. Thì cuối cùng mấy ông mới thấy là nếu mình kiên nhẫn ra quá, nó cứ đánh hoài, nó cứ chửi hoài, về một cái là đi một bữa rồi là về phải nằm cả tháng trời hết bệnh đi nữa. Nó nói đầu là thẹo đầy nhóc hết á, mà nó chọi vô mà 999 gia đình mà. Mà cuối cùng đó ổng đi qua cái nhà đó, thấy một người đàn bà sanh không được, ngồi ở trong nhà rên. Ổng đi bát ngang, ổng nghe cái tiếng rên đau khổ quá. Ổng đứng ổng lắng tai nghe, ổng chạy về bạch Thích Ca: Thích Ca, con thấy con chị không nổi, bây giờ con làm sao cứu người đàn bà đó? Thì Đức Phật nói con trở lại, con đứng ở ngoài vách đó con nói vô: từ ngày mà tôi sanh ra tới bây giờ tôi chưa hề giết một mạng chúng sanh. Xin đem cái phước báo này, công đức này hồi hướng lại cho bà, để mẹ tròn con vuông. Thì Vô Não nói: trời ơi, Đức Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Con đã giết người 999 mạng, mà Đức Phật nói từ ngày con sanh ra tới bây giờ chưa hề giết mạng chúng sanh, con đâu dám nói vậy. Đức Phật nói: ấy, con lầm rồi. Sư phụ nói là con từ ngày sanh ra, chết bên đời, sanh ra bên đảo á, từ ngày con xuất gia tới giờ con có giết mạng chúng sanh nào không? Nó không, con không có không. Thì Đức Thế Tôn muốn nói là con sanh ra trong đạo tới bây giờ. Bây giờ cái đạo Phật nó không kể ngoài đời, xuất gia ngày xuất gia đó kể là giảng sanh, một năm một tuổi đạo, hay 20 năm 20 tuổi đạo. Mà ổng vô 3-4 năm trời rồi, 3-4 tuổi đạo mà chưa hề giết chúng sanh nào hết. Thì cái phước báo rất nhiều, và cái giữ giới 250 giới này rất là quan trọng. Một giới 36 vị thần là chư tiên ủng hộ. Thì con đem cái phước báo này con chú nguyện cho người đàn bà đó thì họ sanh rất dễ dàng. Ông nghe lời, ông chạy lại đó đứng ở ngoài, ông thì thầm vô nói vô: bà này sanh được liền. Thôi từ đó lưới xóm người ta đồn ra cái chàng Vô Não là có cái phước đức rất nhiều, chú nguyện cho đâu là kết quả đó. Thì ai bệnh hoạn bất cứ cái gì đem lại ông chú nguyện là hết. Thôi từ đó ta bắt đầu tha ổng, và sao ổng đắc quả là. Thì chúng ta thấy là ổng rồi đó là ổng không tin, chúng ta thấy cái hiểu biết sai lầm. Ổng sắp sửa giết mẹ rồi đó, thì Đức Phật Thích Ca mới đi ra chặn đường. Thì ổng thấy Phật Thích Ca rồi, ổng nói bỏ mẹ để giết ông Cồ Đàm này. Ổng rượt theo Đức Phật dùng cái thần thông, cứ là ba thước, hai ba thước, và ổng rượt hoài cứ thấy là chém không tới. Chạy dắt dò lên cổ, mà Đức Phật cứ đi chậm rãi hoài, mà cứ cách khoảng 2-3 thước thần thông của Đức Phật mà. Thì ông nói: ông Cồ Đàm, ông hãy đứng lại, ông hãy dừng chân lại. Thì Đức Phật nói sao biết không? Này chàng Vô Não, ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng thôi. Thì nói: ủa, cái ông Cồ Đàm này tu mà sao nói dối quá nhỉ? Mình đã dừng chân lại mà ổng cứ đi hoài, mình rượt chừng nào ổng đi nhiều chừng mấy, mình dừng lại thì ổng có cách mình 3-4 thước, mà mình kêu ổng dừng, ổng nói ổng đã dừng rồi, chỉ có mình chưa dừng.
Thì Ngài mới nói: trời ơi, tôi dừng từ lâu mà Ngài không dừng, mà Ngài nói tôi là Ngài đã dừng rồi, Ngài dừng đâu? Nói: ta đã dừng ở trong tâm rồi, chỉ có con chưa dừng thôi. Tức là cái tâm sát hại của con vẫn còn, mặc dù con dừng cái hình tướng nhưng cái tâm vẫn còn. Nói lần thứ ba ổng hiểu, ổng mới quăng đao xuống. Thì Đức Phật dừng lại, ổng mới ra trước mặt Đức Phật, ổng lại quỳ xuống lại: kẻ tội lỗi này xin đê đầu đảnh lễ Ngài, xin Ngài cứu độ cái kẻ tội lỗi này. Đức Phật nói: được, thôi con xuất gia theo Như Lai đi. Ổng nói: trời, làm sao con xuất gia mà đắc quả được? Cái tội ác con tày trời, Ngài biết con giết 999 mạng, hôm nay mẹ con là người thứ 1000, làm sao mà con có thể cứu vãn cái tội lỗi tày trời của con được? Con không xuất gia được, mặc dù con rất muốn. Đức Phật mới đưa hai cái thí dụ, ông xuất gia liền, đắc quả nhập lưu liền. Đức Phật nói: bây giờ ta hỏi ngươi nha, một căn nhà để rác rến như vậy không lau chùi gì hết 100 năm, bây giờ con lợi con dọn dẹp bao lâu? Thì ông nói: chừng một vài tiếng, nếu làm lẹ thì 2-3 tiếng thôi. Rồi bây giờ ta thí dụ con ha, bây giờ căn nhà để tối 1000 năm, bây giờ con muốn cho cái nhà này sáng con làm bao lâu? Ông nói: con chỉ thắp ngọn đèn lên chừng 5 phút sau là căn nhà sáng liền. Thì Đức Thế Tôn nói: ấy, cái tội lỗi con giống như vậy đó, nó không có thật. Nếu nó có thật thì bây giờ con sanh ra 100 kiếp con đền cũng không nổi. Nhưng mà tại cái tư tưởng ngu si của con mới tạo nên cái tội lỗi này, cái vô minh hắc ám này. Thì vô minh hắc ám cũng như là rác rến ở trong nhà con. Con chỉ còn chịu tu trí tuệ nữa, cũng như cái nhà mà tối 1000 năm, con đốt ngọn đèn sáng lên chừng 5 phút là bao nhiêu hắc ám được tiêu tan hết. Sát na diệt khước a tiền nghiệp, nhược tương vọng tưởng cuồng chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Trong một sát na là vô lượng kiếp, tội lỗi được tiêu tan hết.